Và đây là kèo đi đội giữa bộ đội và Mã Chai Son. Một không cho bộ đội. Rồi, 1-0. Bỏ bóng không qua lưới. 1-0. Đưa bóng không tốt của bộ đội, điểm cho Martin So 2-1. Bóng trong sân. Điểm 3-1. Anh chỉ kia trên này bún hết tiền, bất tài nó kia ra ông hoài không à? Rồi bóng ra ngoài, điểm 5-1. 5 triệu. Em. À, vui mới theo bộ đội. 6-1. Mã Chai Son luôn, quýnh theo lô, hai người solo luôn. Quýnh hết Mã Chai Son luôn, quýnh solo ổng luôn, chứ giờ quýnh có chết xỉn đâu. Quýnh thường chỉ có đường ăn còn đụng, ông quýnh hoài, xỉn nó kia lên, quýnh chết được đâu mà. Quýnh cho hai kia, quýnh hai người dồn, không. Vô anh Long ơi. Hoàng. Đây. Điểm 7-1. Thank you.
đá bóng không tốt. Điểm 8-1. Bỏ bóng không qua lưới. 28. Tiếp tục bỏ bóng không qua lưới. Điểm cho bộ đội 38. Chín ba. Bộ đội đang bị gác điểm nên là nói không được nữa. Hay quá. Pha bỏ bóng của Sọ không qua lưới. 49. Hay một pha tấn công vào lưới. 14. Đây một pha đánh bóng lỗi. 11-4. Hết đường cho bộ đội. Phát bóng không qua lưới. 5-11. Cái chân của bộ đội đỡ bóng từ đầu trận giờ là hư không. Cái chân của anh rất yếu. 25. Đây một pha khống chế bằng chân khống chế hỏng. 13-5. 3-5. Sáu mười ba. Và bỏ bóng rất tốt của bộ đội. 3 bỏ bóng ra ngoài. 73. Chú ơi. 14-7. Thêm một pha tự sát nữa của bộ đội.
À, xe đấu này bộ đội tự động rất nhiều pha bóng gọi là tự sát rồi. Mặc dù Hảo Châu Đốc trên đẹp bóng rất như là đẹp. Pha phối hợp không tốt giữa Tiên So và Sỉ. 8-14. Quá tốt, và cứu bóng rất tốt của Sỉ. Thêm một pha nữa, rất đẹp. Bóng ra ngoài và bóng tự sát. 15-9. À, như vậy là hôm nay bộ đội cho Minh vui sao hòa.